Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực của mình. Hôm nay mình sẽ làm món trứng chim cút lộn sốt chua ngọt. Và thành phần để làm món này thì chúng ta gồm có 30 quả trứng chim cút lộn luộc, mình đã luộc rồi các bạn ạ. Một mớ răm, một mớ mùi và hành lá, một thìa bột năng, 3 thìa giấm, một thìa đường, một thìa dầu hào, một nửa thìa hạt tiêu, một thìa nước mắm, tương ớt với cả tương cà chua, 2 quả cà chua, hành khô và gừng nha các bạn nhé. Trước tiên bây giờ mình sẽ bóc trứng cút lộn các bạn ạ. Các bạn bóc khéo để cho nó đỡ bị vỡ nát nha. Mình bóc khéo để còn giữ được nguyên con. Nước của trứng cút lộn thì chúng ta cũng sẽ giữ nguyên nhé các bạn nha. Để cho vào bát sạch luôn. Cái cùi cứng của trứng cút lộn nếu các bạn không thích có thể bỏ đi. Các bạn ơi, như vậy là mình vừa mới bóc xong 30 quả trứng cút lộn rồi. Bây chúng ta sẽ bắt tay vào làm luôn nha. Giờ chúng ta sẽ cho trứng vào để đảo săn qua các bạn ạ. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ chỉ lấy trứng thôi, còn phần nước này chúng ta lát nữa sẽ cho vào sau. Trứng đã chiên săn săn rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp và cho ra đĩa. Giờ thì chúng ta dùng luôn cái chảo vừa nãy chiên trứng cút lộn. Bên mình sẽ phi hành với cả gừng lên cho nó thơm. Hành với cả gừng đã phi thơm rồi, bên mình sẽ cho cà chua vào các bạn ạ. Cho thêm một bát nước lọc nhỏ này nữa. Chúng ta đợi một lát cho cà chua chín mềm rồi sẽ lột vỏ cà chua ra nhé các bạn nha. Trong khi đợi chín cà chua thì chúng ta sẽ pha bột năng các bạn ạ. Mình sẽ lấy một chút nước này để pha với bột năng. Các
mình sẽ lột vỏ cà chua thôi các bạn ạ. Sau khi lột xong vỏ cà chua, bây giờ mình sẽ cho tất cả các loại gia vị vào. Cho nước mắm này, tương cà, tương ớt, dầu hào, hạt tiêu, giấm, đường. Và các bạn cho luôn phần nước của trứng cút lợn vào nhé, cho nó ngọt nước các bạn ạ. Trong khi quấy, các bạn vừa quấy vừa dầm nhuyễn cà chua ra nhé, để tạo độ sánh. Nước sốt chúng ta đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ cho bột năng vào và quấy đều lên các bạn ạ. Đây mình sẽ cho trứng cút lộn vào luôn. Các bạn đảo đều lên nhá. Giờ chúng ta sẽ cho hành, mùi và rau răm vào. Đảo đều lên và chúng ta tắt bếp rồi cho ra đĩa luôn. Rất là thơm. Bây mình sẽ tắt bếp và cho ra đĩa. Giờ mình sẽ trang trí mấy cái lá răm này lên nhé các bạn nha. Như vậy là trứng cút lộn sốt sâu ngọt chúng ta đã hoàn thành rồi các bạn ạ. Không đợi lâu nữa, bây mình sẽ ăn luôn nhá. Xin mời các bạn. Bây mình sẽ nếm một miếng. Xin mời các bạn. Các bạn ơi, rất là thơm, ăn lạ miệng. Trứng cút lợn kết hợp với cả hành, răm, mùi, với cả các loại gia vị rất là ngon. Thơm nữa. Thơm của mùi gừng. Các bạn ơi, các bạn hoàn toàn có thể tự tay làm cho mình và gia đình đĩa trứng cút lộn sốt chua ngọt như này, ăn rất là đã miệng các bạn ạ. Các bạn ơi, các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye, tạm biệt các bạn.